Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hoạt động xuất nhập khẩu, những người làm công tác ngoại thương phải am hiểu rất nhiều lĩnh vực như là luật pháp, tập quán quốc tế, thương phẩm hàng hóa, giao nhận, vận tải, thanh toán, bảo hiểm, vân vân. Nhưng một vấn đề không kém phần quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu nào hay các bên liên quan khác là công tác giám định, kiểm định hàng hóa. Với 60 năm hoạt động trong lĩnh vực giám định, công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol cho rằng để thực hiện đúng hợp đồng giữa hai bên, giao hàng đúng thời hạn, phòng ngừa những tranh chấp có thể xảy ra liên quan đến khối lượng, phẩm chất hàng hóa, thì việc kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất bắt đầu từ khâu nguyên liệu đến khâu chế biến, cho đến các công đoạn bảo quản, xếp dỡ, đóng gói, vận chuyển, cần có một bên thứ ba đánh giá độc lập, trung lập và khách quan. Vì trong thực tế đã có những lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu bị khách hàng từ chối do không đáp ứng đúng các điều kiện như nhà sản xuất đã cam kết, nhất là các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm. Với Vinacontrol, phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VLAS cùng đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, công tác giám định, thử nghiệm và chứng nhận đã hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, kể cả với các khách hàng và thị trường khó tính có yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn kỹ thuật. Chúng tôi là một đơn vị nhập khẩu trang thiết bị y tế, do đặc thù trong công việc vẫn cho tính chất của hàng hóa nên chúng tôi lựa chọn Vinacontrol là đơn vị giám định hàng hóa cho chúng tôi. Tôi đánh giá Vinacontrol là một đơn vị giám định có uy tín nhất Việt Nam, có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và rất chuyên nghiệp. Khi chứng thư của Vinacontrol giám định đưa ra thì chúng tôi cảm thấy là rất là chân thực, khách quan, mang lại cái giá trị về mặt kinh tế và cái thời gian giao nhận hàng hóa của chúng tôi đảm bảo về mặt tiến độ. Thì thưa anh là trong những năm qua thì tập đoàn cũng đã đầu tư trang bị cho các cái hệ thống phòng thí nghiệm của tập đoàn cũng rất là lớn. Thì ngoài các cái trang thiết bị hiện đại đắt tiền để phục vụ các cái công việc giám định hàng hóa xuất nhập khẩu nói chung, thì hiện tại thì chúng tôi có một cái hệ thống phòng thí nghiệm rất là hiện đại và có rất nhiều loại thiết bị mà đắt tiền. Trong lịch sử 60 năm thì cũng có thể là có những cái hệ thống thiết bị mà lần đầu tiên chúng tôi đầu tư. Chính vì vậy mà hiện tại thì Vinacontrol cũng chính là một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh trên thị trường dựa trên cơ sở năng lực kỹ thuật rất là hiện đại và đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường không chỉ trong nước mà cũng đã định hướng để vươn tầm quốc tế. Trong nhiều năm qua, nhiều đội ngũ giám định viên, phân tích viên, kỹ thuật viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm kết hợp cùng với việc không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại, Vinacontrol luôn khẳng định vị thế là một trong những đơn vị giám định, thử nghiệm, chứng nhận hàng đầu trong cả nước. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới, công tác giám định, thử nghiệm và chứng nhận đòi hỏi phải không ngừng đổi mới để thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Hiện nay thì cái hội nhập kinh tế quốc tế nó đang ở một cái giai đoạn rất là lớn. Cái thứ hai nữa là cuộc cách mạng 4.0 đang hình thành. Cho nên cái việc mà đầu tư để cho phát triển cái công nghệ, đặc biệt là những cái công nghệ phục vụ cho cái giám định, thẩm định và kiểm định thì chúng tôi đặt lên hàng đầu. Để làm thế nào mà các cái trang thiết bị của Vinacontrol cũng như là những cái công cụ kiểm tra ngoài hiện trường phải đạt được cái chuẩn quốc tế, phục vụ tốt cho khách hàng cũng như là đảm bảo được những cái việc kiểm tra nhanh ở tất cả các khâu. Thì và đặc biệt là trong cái thời gian tới này thì chúng tôi cũng đang tập trung nguồn lực để nâng cấp những cái trung tâm thí nghiệm, những cái phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế. Có như vậy thì chúng tôi mới có thể cạnh tranh được trong cái bối cảnh mà tình cạnh tranh quốc tế nó ngày càng cao. Hiện nay, việc giám định kiểm tra hàng hóa, nhất là đối với các mặt hàng nông sản thực phẩm, được thực hiện bằng sự hỗ trợ của các phương tiện máy móc, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng trong các phòng thử nghiệm hiện đại, đạt chuẩn không chỉ cho kết quả theo các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc tế như Code ISO, AOAC, FAO, tiêu chuẩn quốc gia TCVN mà còn rút ngắn được nhiều thời gian hơn so với trước đây. Việc này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, nhất là đối với hàng hóa xuất khẩu.